Cho nên các bác quan tâm về mẫu xe Innova màu đen 2007 của em nhiều quá thì hôm nay em sẽ quay video chi tiết nhé. Trưa nay ngày mới về thôi thì hôm nay em sẽ lên video chi tiết luôn. Innova 2007 số sàn động cơ trang bị 2.0 biển 30A nước sơn màu đen đẹp nhé. Nước sơn quá là hiếm luôn các bác này. 2007 nhưng các bác nhìn có giống 2017 không ạ? Nhìn rất là cứng và đẹp luôn. Nước sơn màu đen, đèn halogen phía dưới có đèn gầm cho em rồi các bác này. Có đèn gầm luôn nhá. Xin nhan em này thì không có xi nhan trên gương mà em này được lên một bộ la lăng dày này, lốp cũng dày luôn. 2007 thì em tự tin là không gầm bẹ cứng cáp, không bị mục hay là mọt đâu. Cam kết là không đâm xô, không ngập nước, xe gia đình sử dụng. Bác nào đang cần cho mình một chiếc xe Innova 7 chỗ ngồi mà xe chỉ hơn 200 triệu mà nước sơn màu đen đẹp thì kết nối trực tiếp qua Zalo cho em đi ạ. 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Innova của em đây ạ. Dùng khóa khiển để mở cửa cho em này. Tay nắm cửa ốp mạ chrome rồi, gương kính thì liền đời theo xe. Táp ly táp lô thì không hề có dấu hiệu khoan độc nhé. Xe vừa mới về đây, điều hòa bên trong phả ra rất là mát luôn. Đây, cho các bác nhìn mình nhìn táp lô này. Đây, táp lô siêu xuất sắc luôn. Cánh cửa này, táp ni này, không một dấu hiệu nào của sự khoan độc đâu ạ. Keo chỉ zin cả 4 cánh cửa. Bác nào đang quan tâm về Innova thì kết nối trực tiếp qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Innova vẫn còn giữ được ghế da nguyên bản cực kỳ đẹp luôn này. Máy số cực chất luôn. Trần lỉ nguyên zin, bọc ni lông sạch sẽ, 3 hàng điều hòa tương ứng với 3 hàng ghế này. Các bác nhìn này, một trong những dòng xe thương hiệu đình đám nhất Toyota Innova 2007. Và điều đặc biệt là giá chào bán là 255 triệu. Tay nắm cửa ốp mạ chrome sáng choang rồi. 255 triệu cho một chiếc xe Innova màu đen 7 chỗ ngồi, hàng ghế thứ 2, hàng ghế thứ 3 hay hàng ghế thứ nhất thì ghế nào cũng đẹp căng luôn, không rách vỡ mục mọt. Sàn bệ sáng choang, 3 hàng điều hòa tương ứng với 3 hàng ghế mát lạnh cho em. Sự bền bỉ của Innova thì không cần phải bàn cãi đúng không ạ? Không cần phải bàn cãi. Mặc dù với thiết kế không hề quá trẻ trung nhưng tất cả rất những bác nào mà đã lập gia đình thì rất là yêu thích dòng xe Innova. Vì sao? Vì lành, số máy của em nó ngon, tiết kiệm nhiên liệu. Đi những khu vực xấu như đường, núi, đồng bằng thì các bác có thể cho mình Xpander hoặc những dòng xe 7 chỗ khác đi vô tư. Nhưng nếu như mà đi đường xấu, đường núi thì không một dòng nào có thể vượt qua mặt được Innova đâu đúng không ạ? 2007 bản G biển 30, biển số khá là ok đúng không ạ? 9966 này, bản G nhá, đèn hậu phía sau thiết kế to bản này, có cảm biến va chạm phía sau là hai mắt cảm biến đầy đủ cho em rồi. Đèn báo rẽ trên cao. Máng nước đây. Quan trọng là dù là 2007 nhưng mà các bác nhìn này, một chiếc xe chuẩn chỉ gia đình dùng thì sao ạ? Thì rất là lành luôn và không hề có dấu hiệu khoan đục. Cái này là cái gì? Cái này làm thơm xe thôi. Khoang hành lý khá là bình thường vì em này thiết kế 7 chỗ ngồi. Nhưng khi các bác mà cuộn lên không ngồi đến hàng ghế thứ 3 thì đây sẽ là một khoang hành lý cực kỳ lý tưởng luôn. Điều hòa mát lạnh cho em ạ. 255 triệu em Lê Hương còn bao hồ sơ, còn lộc ná cho các bác nhà mình. Lốp sơ cua của Innova đây, 2007 nên em sẽ quay kỹ về gầm bệ nhé. Gầm bệ sáng choang, phải nói là một mẫu xe đại chất luôn. Đại chất cho mình luôn. Keo chỉ zin toàn bộ 4 cánh cửa luôn các bác nhé. Quan tâm thì các bác cứ nhấc máy lên trực tiếp liên hệ cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790 để em Lê Hương sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác nhà mình. Có giá để đồ ở trên cao này. Đấy, nước sơn màu đen bóng luôn, sơn zin nguyên bản các bác nhé. Nước sơn màu đen sơn zin nguyên bản luôn, một dàn lốp Michelin khá là dày dặn luôn các bác nhìn này. Một dàn lốp mới, à đây là một dàn lốp mới rồi, đúng rồi. 2007 thì lên thay lốp rồi các bác này, một dàn lốp mới luôn. La răng ốp, la răng hợp kim và đây là một dàn lốp mới nha các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Tay nắm cửa ốp mạ chrome cao cấp cho em. Hàng ghế thì rộng rãi, thoải mái và sạch sẽ rồi. Đây các bác nhìn này. Riêng xem xe đời sâu các bác cứ phải nhìn cho em. 2007 này. Táp ly đây các bác này, nhìn này, còn rất là đẹp này. Đây, móc khóa trẻ nhỏ này, các thông số của xe này. Đấy, Toyota toàn cả tiếng Nhật, tiếng Anh đây các bác này. Đó, còn nguyên luôn. Keo chỉ zin zin đất là đẹp này. Gương kính thì liền đời, đấy là điều chắc chắn rồi. Vô lăng thiết kế 4 chấu nhưng nhìn vô lăng không bóng, không mòn các bác nhé. Đây, táp lô bác chủ cũng may thêm cái này để cho nó sạch sẽ mà không bị xước thì để đồ thôi, nhưng táp lô này không một điểm trừ. Wow, thật sự là một chiếc xe quá là ưng ý luôn các bác này, thật sự quá là ưng ý luôn. Tắt
bật cảm biến sấy sưởi ghế này, ghế da. Riêng cái phần phủ số và ghế da của dòng Innova nó may bằng một cái chất da thì rất là ok, không rách vỡ nhá. Em để ý rồi, nhiều dòng xe dù đời 2014, 2015 không giữ được cái da của củ số phanh tay đâu, nhưng em này vẫn giữ nguyên bản này. Hai loa chép nhỏ tạo thêm âm thanh đi quanh xe dành cho những bác nào nghe nhạc giải trí này. Còn đây là phần táp ly của cửa, táp ly nếu như khoan đục hay là như thế nào sẽ nhìn thấy ngay. Keo chỉ zin cả bốn cánh cửa này, gương kính auto, móc khóa của đời 2007 đây. Thật sự xứng đáng với 255 triệu và quan trọng là em còn bớt thêm và bao hồ sơ biển thủ đô Hà Nội. Sáng choang luôn các bác nhé, thật sự rất là đẹp luôn. Phải nói là đại chất luôn. Rất là ít khi mà em khen một chiếc xe nào đời 2007 là đại chất các bác ạ. Riêng dòng xe Innova này của em thì các bác cứ thoải mái đi. Thoải mái luôn, lớp sơn màu đen cực kỳ đẹp và bắt mắt luôn nhé. Động cơ máy móc thì em sẽ quay luôn, vì đây là cái bộ phận rất là quan trọng khi các bác đi xem xe. Lắp cabo của Innova thì khá là nặng luôn các bác ạ. Tôn vỏ dày mà lắp cabo khá là nặng. Máy thì hơi nóng này vì vừa rồi mới đi về. Điều hòa nội thất bên trong thì mát lạnh nhưng mở máy ra thì hơi nóng xả trực tiếp vào mặt em Lê Hương luôn các bác này. Vẫn quay video cho các bác nhé. Máng nước hai bên đâu? Đây, máng nước hai bên này, lắp cabo này. Bộ máy của Innova em đã nói nhiều rồi, nó hơi khó nhìn một chút. Tổng thể của nhà sản xuất là nó thiết kế hơi rối một chút nhưng ok, không sao cả này. Đây các bác này, bình ắc quy xanh nét này, quan trọng là gì? Máy số này. Về độ lành, độ chất của Innova thì không thể bàn cãi đúng không ạ? 2007 động cơ trang bị 2.0, giá chào bán chỉ có bao nhiêu? 255 triệu, bao hồ sơ, bớt thêm cho các bác nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video chi tiết về Innova 2007 số sàn, giá chào bán 255 triệu. Bác nào quan tâm kết nối Zalo cho em đi ạ, 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho các bác nhà mình. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại 11:30 các ngày trong tuần. 180 đến 200 đầu xe luôn luôn sẵn sàng để phục vụ các bác nhà mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.